Chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại kênh của BBC. Ngày hôm nay thì mình nhận được nhiều hàng, trong đấy có một bạn gọi mình là pháp sư sửa Vega, nhưng mà mình không cao cấp lên trình độ pháp sư mọi người ạ, mình chỉ học bình thường thôi. Hiện tại thì bạn gửi cho mình con này mọi người nhé, nhìn là to này, hầm hố ba fan này, fan nó còn xẻ xẻ những cái rãnh này mọi người này, nhìn rất là ghê, hầm hố lắm, nhưng mà thực ra hiệu năng của nó so với một con giới ích bình thường thì cũng không có gì đáng kể mọi người ạ. Ý mình không muốn nói là nó còn là giới 4G nữa, thì nó còn kém hơn các bản thông thường một tí. Con này đã qua thợ sửa chữa mọi người nhá, chính vì qua thợ sửa chữa nên mình ghi mình điện mình mới thấy lạ, sao mà dòng ăn cao mà không lên. Đây mọi người này, thợ trước người ta đã xài enable của đường ram, chắc người ta đo là thấy chết. Mình đo ấy, thì mình thấy mất điện áp tuyến trước, nên là mình sẽ phải tháo cả đây, thiếu mấy con ốc mọi người ạ, nhưng không vấn đề gì, không ảnh hưởng hiệu năng. Nhưng cái bo mạch này mọi người ạ, cái bo mạch này so với một cái bo mạch PCL mọi người thấy các bản dòng đỏ ấy, thì hai bo này hoàn toàn như nhau mọi người nhé, hai bo này hoàn toàn như nhau và hiệu năng không khác gì nhau đâu, chẳng qua cái kia nó hầm hố hơn ở chỗ nó có ba cái fan. Chính là mình không thích cái bản này bởi vì nó có một bản này nó có một cái nhược điểm đấy là nó quá dài mọi người ạ, cây bạn nào nhỏ lắp cái này không vừa, mà hiệu năng thì nó cũng chả cao hơn đâu, nó như nhau thôi. Nên là nếu như mà mọi người thấy người nào bán cái bản này mà đắt hơn cái bản kia thì mọi người không nên mua mọi người nhé, nên mua cái bản dòng đỏ bình thường ấy thôi, bản đấy hiệu năng khá là ok. Bản này thì khả năng sẽ mát hơn một chút nhưng mà không nhiều mọi người ạ. Mình sẽ kim điện cho mọi người tham khảo nhé, mình sẽ phải đặt cái tản nhiệt ở đây bởi vì nó mất nguồn cấp trước, mất nguồn việt tuyến trước, nhưng mà nguồn tuyến sau của nó vẫn có, nên là điện áp của GPU nó dâng lên rất là cao, rất là nhanh. Mình cứ ghim điện đi, chắc phải một lúc để mình lấy mát đã, lấy mát sau mình đo cho mọi người nó sẽ nhanh hơn. Mình lấy mát đây nhá, điện áp nó sẽ lệch một chút nếu mà lên mà lấy mát ở đây. Tuy nhiên là khi mà mình đo ấy, thì nó sẽ nhanh hơn, mọi người cứ trừ đi một chút khoảng 0.1 là ok. Mình cấp điện nhé, mọi người nhìn dòng ăn này 1.74 nhá, mình đo nhanh này, mất áp này, nguồn ram thì có nhá 1.5 này, nguồn GPU của mọi người này 1.08, 1.09, 1.1 này đó, nguồn tăng liên tục nhá, nguồn tăng liên tục này thì mình đang nghi ngờ khả năng con GPU vẫn tốt mọi người ạ. Thông thường giới X thì khi mà kim điện nguồn nó sẽ tăng giật như vậy, là mình cảm giác là những con đấy là khá ok. Chính vì nó mất nguồn này, nó mất nguồn này, nhưng mình sẽ phải tháo hết ra và mình sẽ kiểm tra cái nguồn 1.8 một phía sau. Sau ấy là nếu như 1.8 có thì khoảng độ 99% con này sẽ chết và mình sẽ thay con này là sẽ ok mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ bao vô để mình đi làm. Cũng như mình dự đoán cho mọi người nhé, mình kim điện lại này, mình sẽ tháo nó ra rồi đấy và mình sẽ đo này 1.8 vô được 1.85 này, như vậy là ok mọi người nhé. Bỏ qua một chút enable con này đây đấy, có enable 3V đây thì không bao giờ mất mọi người ạ, 3.3 không bao giờ mất. Mình chưa bao giờ thấy cái trường hợp mà mất ở trên con này luôn, vì con này nó có chập đi chăng nữa mọi người ạ thì gói vu lỗng chết toi, 3V vẫn cấp vào mọi người ạ. Thôi bây giờ mình sẽ thay con đi xe này nhá, con đi xe này chết khoảng độ 99% nó chết rồi, mình sẽ thay nó rồi cho mọi người kết quả nhá. Mình đã thay xe xong mọi người nhá, xe thay xong rồi, xe chết này, bây giờ kim điện thử xem là con đi xe này mình thay ok không. Con đi xe này, con đi xe mình bóc từ cái xác của mình nhá thôi, không phải đi xe mới. Con này mà không được thì mình sẽ thay đi xe mới mọi người nhá. Vừa rồi mình mua một cái lô đi xe thay 3 con, mua 10 con thì thay 3 con thấy cũng ok. Cái thử á, xem con bóc máy này có ok không. Mình vừa nhấp đo thử khả năng ăn rồi mọi người ạ. Mình mọi người nhìn cấp dòng nhá, mình cấp nguồn mình phải đo nhanh, con này nóng lắm, mình một tay khó làm mọi người ạ. Sao tự nhiên lòng thấp ấy nhỉ. Đây mình đo này 0.9 ok này, 0.96 cũng ok này. Đấy, tuyến sau thì ok nhá, tuyến sau đây 1.5 mọi người nhá, ok nhá. Và chỗ này đấy vừa nãy ăn lên 1.1, bây giờ nó ổn định về 0.9 này, là ok. Nó ăn dòng chậm chậm mấy kia là ok rồi mọi người này. Khả năng mình thay IC xong ấy thì là dòng nó sẽ không vọt lên cao như vậy nữa, nó
nó có đủ nguồn mà nó hoạt động đủ khối nguồn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh lại cái chỗ mình vừa thay IC nhìn cho nó sáng đẹp, rồi thì lắp hoàn thiện lại xem là khách ok không nhá. Bật mát luôn mọi người ạ, bật nguồn mọi người ạ. Ôi như chưa xuất hình rồi, chưa xuất hình này chỉ có hai lý do: một là gần đây cái cổng EPI của mình bị chập chờn, hai là con này vẫn chưa nhận mọi người ạ. Lên chưa? Chưa thấy lên gì. Thử mình định cắm lại cổng nhưng mà cứ chờ đi, có chữ AMD đây chưa được rồi. Chưa được rồi mọi người ạ. Sao ta? Đây 570 nhận rồi chứ mà. 570 này. Working memory này. Sao chuột phải nó không có cái menu của AMD nhỉ? Nữa mở tách lên xem nào. Hay là bài hốt lỗi rồi, có khả năng bài hốt lỗi thật mọi người, bài hốt lỗi thật nhá. Rồi mình sẽ up lại bài hốt luôn xem sao, up thử bài hốt luôn. Con này có hai bài hốt, nếu mà up bài hốt không được mình sẽ gạt thử bài hốt thử xem hốt được không. Up bài hốt đã mọi người nhá, không được mọi người ạ, gạt bài hốt không được và up bài hốt cũng không được luôn. Rồi mình sẽ tháo ra xem mấy con máy ốt này như thế nào mọi người nhá. Chả nhớ lại chết, lúc chết nhiều thế. Hay là khách để lâu rồi, vừa mình có thấy cốt 43 mọi người ạ. Không biết có bị lỗi về RAM không. Lỗi về RAM nó cũng xảy ra hiện tượng này nhá. Lỗi về RAM nó cũng xảy ra hiện tượng này này. Thôi bây giờ mình cứ tháo ra kiểm tra các máy ốt nó xem như nào nhá. Ăn rồi mọi người ạ. Ăn rồi, máy ốt nó chết toi luôn mọi người ạ. Chết cả hai con luôn. Đúng siêu. Đúng siêu thật. Ôi chết hai con thì mình chỉ làm một con thôi, đằng nào nó chỉ dùng một con thôi mà. Đây mọi người này, chết toi luôn này, quá buồn. Như vậy là phải thay đến hai linh kiện thì bắt đầu nó mới chạy mọi người ạ. Ôi nào cũng chịu khó làm nó thì làm bên đây làm nốt. Có 4GB mọi người ạ, 8GB thì thay cũng bõ ấy, 4GB thay cũng bõ luôn mọi người ạ, mình vẫn là công sửa chữa mà. Còn hơn là không cứu được thì được, mãi mà không cứu được cho khách thì là buồn cho mình và buồn cho khách. Mình mở cái kênh này đây lên mình xem Bitcoin biết cái này tăng giảm nhà mọi người nhá. Không biết mọi người có tham gia đầu tư Bitcoin không, mình tham gia ấy pepe lên 17 nha mọi người này. Mình mới mua được mình mua lâu rồi, pepe mình có lãi khá nhiều mọi người ạ. ETH này sắp 4.000 rồi mọi người này, ETH về đỉnh cũ rồi. Thôi ăn phát mọi người ạ. Với mọi người có bị ù không? Mình bật quạt vì thời tiết tương đối nóng, mùa hè của miền Bắc tới rồi mọi người ạ. Summer coming rồi mọi người ạ. Mà chết luôn BIOS mọi người ạ, mà chết cả hai con trước con sau luôn. Mà mình cũng chịu thôi. Có thể là con trước nó chết lâu rồi đấy mọi người ạ, nhưng mà sau đấy là khách nhá, lại dùng con sau, sau rồi một thời gian sau rồi con sau nó nóng quá nó chết luôn mọi người ạ. Cái bọn BIOS này bình thường chịu khỏi nhiệt nóng mình thấy nó ít chết thôi, nhưng mà nếu mà để một thời gian dài mọi người ạ, nó om nhiệt. Mà cái bản chất của cái con cạc RX này là nó tương đối nóng mà nó lại còn bị om trong cái nhiệt như này nữa mọi người này. Nó đóng vào thế này. Cái bãi ốt nó nằm ở vị trí đây, là cái nguồn phụ đâu nhỉ? Nguồn phụ đây mọi người, nhưng bãi ốt nó nằm ở vị trí này mọi người này. Nằm vị trí này. Rồi thì nó bị ốp toàn bộ nhiệt, nó ốp vào đấy. Thì việc mà nó om nhiệt nó chết cũng là điều dễ hiểu mọi người ạ. Mình giảm tiếng đi chút nhá. Đây mọi người này. RX 570 4G-3H OC. Con này của tinh học ngôi sao mọi người ạ. Mình cứ phải tháo ra lắp vào nên mình chưa lắp lại vội mọi người nhá. Chứ vừa nãy mà mình quen tay mình lắp vào ấy thì lại giờ lại ngồi tháo ra thì lại cũng mệt luôn mọi người ạ. Như vậy là cũng ok mọi người ạ, khả năng cao là mình đã sửa thành công rồi đấy.
Ô nóng quá mọi người ơi, nóng quá, nóng quá. 87 độ, 88 độ. Mình đã tra lại keo rồi ấy, nhưng mà mình chết ốc có lẽ có vẻ như là mình chết ốc chưa chạp hay làm sao thôi, cơ nhốc thôi. Lát nữa mình sẽ kiểm tra lại cho khách. Rồi thì thôi mình sẽ cứ để cho nó chạy nhá. Nó yếu rồi nó sẽ chạy được hết nóng, nó sẽ chạy được hết cái benchmark này rồi. Mình chạy như là 1k hay sao ấy, 1080. Chứ chưa 2k, hình như 22k nhỉ. 2k, 4k, 8k. Thôi mình kệ nó thôi, cho nó chạy chạy lốt đi. Sau đấy là mình sẽ tra lại keo cho khách, rồi lại bắt ốc các thứ cẩn thận lại và gửi trả cho khách. Khách mong mình nhân video lắm mọi người ạ. Đây là gói hàng của bạn đây mọi người này. Con này là con trâu của mình nhá, mình vẫn dùng con này. Đấy, trước đây lỗi bên da này, lỗi con B0 này, mình thay này, dùng cũng được cả năm rồi. Vừa rồi có khách hỏi mình thay bên da mình có bền không hả anh, thì cũng còn là tùy mọi người nhé. Nhưng ví dụ như con này mình thay cả năm rồi không thấy hỏng lại, cơ bản mình thay mình thấy cũng ăn đấy, không thấy bị hỏng lại mấy. Có chỉ có một bạn hỏng GPU thì mình thay đi thay lại, cứ thay xong lại chạy một thời gian ngắn lại chết. Đây mọi người này, bạn ấy ở Thanh Hóa, Thiệu Hóa Thanh Hóa, gửi pháp sư sửa Vega. Đây bạn chiều mình pháp sư sửa Vega mọi người ạ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ dịch vụ bên mình và có lời khen gửi đến mình. Video của bạn lên đúng theo nguyện vọng của bạn đây. Đó, phân cảnh 16 ngon lành mọi người nhé. Mình sẽ tra lại keo cho nó. Hay vừa rồi mình quên không cắm fan này, cắm fan rồi nhé. À có, nóng nhá, nóng rất nóng nhá. Quạt thổi mạnh rất nóng nhá. Mình bắt có hai con ốc chéo nhau thôi, để mình test thử xem nó chạy có ok không mà. Ok rồi mọi người ạ, như vậy là mình đã xử lý xong 1080 Xtream mọi người nhá, Xtream. Với cái lỗi là cạc không lên gì, mất hết nguồn. Sau ấy khi mình thay IC thì nó lên, nó nhận cạc nhưng mà nó lại không nhận BIOS. Và sau khi mình lắp BIOS không được, đảo BIOS không được, chứ lại thay BIOS linh kiện rồi khách chết thì chỉ có hai con này thôi. Đó mọi người ạ, cả thì đã qua sửa chữa, còn sửa chữa xong lại thì mình thấy khả năng nó vẫn bền đấy, nên là thôi chúc mừng khách nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveVC. Thấy video hữu ích thì ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Địa chỉ và số điện thoại Zalo, Facebook cần mọi người cần liên hệ để sửa Vega thì mọi người xem ở phần mô tả video nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui nhé.